hay là vàng giả đó, không phải là vàng giả đâu, hay là đồ trang sức thôi. Sẽ cách giảm cân thì chị bị sao vậy, chị cũng chưa có giảm cân được nữa. Ừ, mắt thâm nè, hôm qua mình thức tới 2 giờ sáng rồi. Cái hình xăm này là xăm lâu rồi. Cái hình xăm kim cương đó là chồng là cái hình xăm kim cương. Hiện tại là chị đang chơi game ở trên cái iPad. Cái game mà mình chơi là có cái web. Hello chị Quỳnh. Mình đang ghi ở của mình á.
sau khi mà mọi người đặt tài khoản thì mọi người nạp tiền vào đó, và cách nạp tiền cũng rất là dễ luôn. Mọi người có thể là nạp qua tài khoản ngân hàng nè, ví Momo hoặc là crypto. Và ở đây có một cái đó là mỗi ngày thì mình sẽ được quay một cái vòng quay miễn phí để đưa cho mọi người coi nha. Đây là cái vòng quay miễn phí free. Mà cái này là mình sẽ là mình ăn cái tiền thật đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay nha. Đó, thấy chưa? Cái này là mỗi ngày là mình sẽ được quay một vòng. Các bạn muốn quay vòng nữa thì mình phải nạp tiền và mình quay. Game mà ai thích chơi thì chơi, cái này là mình đâu có ép đâu. Cái này là ai thích chơi thì chơi nha. Ở trên cái nền tảng PC game thì là mình sẽ có rất là nhiều cái để mình lựa chọn. Ví dụ như là casino nè, thể thao là đá banh, mà có rất là nhiều đá banh, rồi tennis. Nhưng mà bình thường là mình sẽ chơi ở casino. Lâu rồi mình không moi là nó thời nó coi nó ở 4 năm trước luôn á. 4 năm trước thì giờ nó nhạt, cái này là mình thay son, để mình có thay son nhỉ. Mỗi lần mình nạp tiền thì là mình sẽ được cái tiền thưởng. Đây, các bạn bấm vào cái chỗ khuyến mãi. Okay. Mọi người thích chơi cái gì đó thì chơi đi. Mình mang rất là nhiều cái trò chơi cho mọi người coi nha. Coi đây là cái là những cái mà mình có thể chơi. Siêu nhiều luôn, nhưng mà rất là dễ chơi nha. Lúc trước chỉ là mũi sụn tay, sụn tự thân, sụn tay với là sụn ngay đầu nữa. Một xíu cái sụn ngay nè. Bây giờ để mình chơi game cho các bạn coi nha. Thank you.
người tải game đi, mọi người nhớ nhấp vào link để tải game nha. Nhấp vào cái link mà mình đã ghi ở trên cho mình á, mọi người bấm vào đó và xem thử là có thích chơi cái gì không thì mình tạo một cái tài khoản rồi mình nạp tiền vào đấy. Cách nạp tiền cũng dễ lắm mọi người, vào cái phần mà gửi tiền đó là nạp tiền vào. Nay chồng cứng nhắc chờ đứng chồng. Dễ chơi lắm, dễ chơi lắm mọi người. Nó có những cái tự động tự bấm và nó sẽ auto chạy á. Sụp đầu sao lại sụp non, cái phòng sụp ở đây nè. Đâu đó, cái phần này nè. Cái phòng sụp ở đây nè, lấy miếng cái này mà nó không mọc ra tóc luôn á. Chồng chưa, mình chưa có chồng, mình có 6 đứa con. Bây giờ chắc mọi người đi học với đi làm rồi đúng không? Chứ đâu ai hỏi rõ như mình đâu. Mình thì ngồi ở nhà chơi game, nhà livestream cho mọi người coi mình chơi game. Bây giờ thì đây cái game mình đang chơi đây. Tiền trong đó.
bận đi học đi làm thì xíu thôi về tối tại sao. Tại vì mình rảnh mình không có đi học và đi làm nên là mình ngồi chơi game. Mình đang chơi nha. Con mèo nhỏ trong ngôi nhà lớn. Đó. Nhà của mình tới 6 con mèo luôn. Nhà mọi người thấy chưa? Đây là mình đã thắng đó. Bây giờ mình sẽ cược vào đó thêm mèo hoa mình chơi trò khác vậy. Tải game chơi với mình đi mọi người. Ở trong đây có chat room nữa nha. Mọi người có thể chat trực tiếp với những cái người chơi khác á. Tiền vào thật và mình chơi thì mình sẽ là được rút ra cái tiền thật. Tại vì nãy mình đã chỉnh là nó sẽ chạy 10 vòng random. Chó tự chạy tự do nữa. Vi chưa đi dặn chung mày không? Mình tự nhiên thích nhạc nhạc vậy á. Bây giờ mình sẽ chơi cái game khác nhé. Cầm mỏi tay thì các mọi người giơ cho mọi người có mỏi tay. Mình đổi cái game khác. Mắt của mình là mình bấm mí chứ không là tắt mí. Người thấy mình đánh nó hồng cũng lố lăng thì sự quá hồng. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái game khác mình chơi mình dơ cho mọi người coi. Mọi người muốn chơi game cùng với mình thì mọi người tải game đi. Mình đã gắn cái link, cái đường link vào cái trang web. Cái đây là cái trang web mọi người có thể chơi trên cái gì cũng chơi được hết á. Chơi trên máy tính cũng được, laptop cũng được, điện thoại. Mình thì đang chơi trên iPad. Còn em trai mình ở trong kia thì nó đang chơi bằng máy tính. Bây giờ nói qua mình chơi bằng máy tính à. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò này nha. Bây giờ mình thuộc vào đấy. Bạn nghe tiếng tiếng ghê. Rồi bây giờ mình tránh tự chạy. Mọi người nhớ tải game nha, tải game chơi, chơi mấy cái này vui lắm, chơi đơn giản lắm luôn á. Mọi người,
tiền vào, nói chung là thích chơi thì nạp, chứ không phải mình kêu gọi mọi người nạp đâu nha. Nhưng mà nạp thì chơi sẽ rất là vui, cái này chơi mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, vậy là mình đã thắng rồi đó, tiền nó sẽ vào cái ví của mình, rồi tới mình dồn nhiều nhiều mình sẽ rút ra. Mọi người nhớ tải game nha, cái đường link mình gắn đó nha, BC Game. BC Game là tên trang web. Và trong cái web đó là rất là nhiều game. Bài bạc đâu nha, mình đang có gì bài bạc.
vào buổi trưa lúc 2:30 thì hãy tải game chơi cùng với Bi nha, PC game. Còn ai bận đi học đi làm thì tối về tải chơi xong. Trả lời.
tại là mình đang chơi xì dách nha mọi người. Đang chơi xì dách á. Mình chơi cũng dở lắm. Để coi mình nào sẽ cố chơi. Mọi người có biết chơi xì dách không? Chơi xì dách chơi ở ngoài á, mình chơi trên game. Mà cái giao diện nó dễ chơi lắm. Tiền sao hả? Để chơi xong thì chị sẽ chỉ cho cách nạp tiền nha. Đây hiện tại thì là mình đang chơi xì dách. Mấy cái game này hot lắm mọi người, mình thấy là người ta chơi nhiều, mấy bà bạn của mình nó ghiền chơi lắm. Mọi người rảnh thì mọi người chia sẻ cái livestream của mình luôn nha. Không đi đâu chơi à? Không, mình không đi đâu chơi, mình mất chơi đánh bài rồi. Hiện tại mình đang chơi xì dách. Giờ này là 2 giờ 45 phút. À mà chỗ ở ngoài thì nó hơi mưa xíu. Giờ này mình lười ra đường. Nhà của chị ở Sài Gòn á. Đường chơi xong cái màn này mình sẽ chỉ mọi người cách đăng ký. Bây giờ mọi người nhấp vào cái đường link đi, cái đường link mà mình đang đang để ở, đang ghi mở cái comment nè. Mọi người nhấp vào cái đường link đó rồi mọi người đăng ký tài khoản và sau đó thì mọi người chơi. Chơi dễ lắm. Mọi người lựa những cái mọi người hiểu mọi người chơi. Ở trong đó có rất là nhiều game. Đây. Mọi người nhắc vào đường link để chơi nha. Cái đó là một cái web. Cái đường link đó là một cái web game, chứ không phải là một cái app. Cho nên mọi người có thể chơi trên rất là nhiều cái ấy. Mình đang chơi trên iPad, chơi trên điện thoại cũng được, máy tính, laptop. Chị chơi lâu chưa hả? Chị chơi từ tuần trước tới giờ, ngày nào chị cũng chơi luôn á. Chị ghiền. Không, game ngon. Game không ngon, người ngon. Đợi xíu đánh tặng các video lên nha. Game nhà mình chỉ game xì dách nha mọi người. PC game. Bên chị vẫn tiếp tục chơi cái trò chơi xì dách cho chị. Dạ, sẽ chị đồng ý ở đây. Cứu tôi. Mọi người tải game đi nha, cả nhà yêu của tôi. Mọi người bấm vào cái đường link đó, cái đường link mà mình tải đây nè. Cái giao diện nó rất là đẹp luôn. Chơi game tiếp. Chơi game. Cho nên là buổi trưa rảnh đó mình đâu có việc gì làm đâu, mình đâu có đi học đi làm gì đâu, mình ngồi ở nhà mình đánh bài và mình livestream cho mọi người coi. Ai da. Là trời ơi. Mỏi nách quá. Có khuyến mãi không? Có mọi người bấm vào chơi á rồi mình sẽ có cái một khuyến mãi đi xíu. Để xíu mình sẽ chỉ tại vì đang chơi. Chơi xong cái chỉ nha. Cái web này là có tiếng Việt. Mình chỉnh tiếng Việt cái là tự nhiên nó dễ hiểu liền. Rồi hiện tại đang chơi xì dách, ai cũng chơi xì dách, chơi mấy cái khác giống như là mấy cái mà mình chơi khi nãy á. Game này là đang hot lắm á, thấy ai cũng chơi hết. Tại vì chơi cái này mình có thể rút ra được cái tiền thật. Mình rút qua, thường là rút qua Momo. Và các bạn rút bằng
crypto được. Crypto là bán mấy cái bitcoin á. Đúng rồi, vừa chơi vừa vừa kiếm được tiền, kiếm thêm xíu. Cái trang web này là uy tín nha mọi người, chứ không phải là lừa đảo đâu. Tại vì có rất là nhiều cái người chơi ở trên đây. Mọi người có thể vào cái chat room, tức là mình chat trực tiếp với những cái người chơi khác. Có mấy người chơi nước ngoài, tiếng Anh, có mấy người tiếng Việt. Đúng rồi, game này hot lắm nha mọi người hãy tải game đi nha. Mọi người bấm vào cái link mà mình đang ghi ở của mình đó. Mọi người tải game đi, PC game. Chơi game xì dách, còn mấy cái trước là chơi jackpot. Cái trong đây có cái trò mà mình thích là bọn cua cắt. Game này chơi sao hả? Mọi người biết chơi đánh bài xì dách ở ngoài, mọi người vào đây chơi được. Chị muốn ăn gì em xíu thời gian. Chị muốn ăn cơm tấm. Bây giờ thì nó đổi game khác nha. Nè, nó có rất là nhiều game mọi người thấy không? Cái này là những cái game khác nhau ấy. Rất là nhiều game luôn. Có game đặt bom rồi nữa. Galaxy nào. Tại vì mình chơi một cái game nào đó đi. Chơi dễ nha. Tại vì có nhiều cái mình không hiểu lúc chơi. Có mấy cái game thể thao nữa. Bây giờ mình sẽ đặt cơ kim cương. Chờ đây. Dễ ăn lắm mọi người, cái game này rất là dễ ăn và rút tiền cũng rất nhanh. Mình cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Mình bấm cái chế độ auto cho trật tự chạy. Sau đó mình cục tiền vô. Quan trọng là có tiền cược. Và bảo đảm là chắc chắn 100% là mình sẽ thắng. Mình đã thắng rồi đó. Rồi cái tiền nó sẽ vào cái ví của mình, rồi mình sẽ rút. Mình muốn rút thì rút, hoặc không để đó mình chơi mình cực tiếp. Rồi mọi người hãy tải game đi, cái game mà mình đang chơi. Nó gọi là cái web game mà mình đang chơi. Đúng rồi, cái này là có vòng xoay may mắn nha mọi người. Mọi người đăng ký tài khoản, sau đó thì có cái vòng xoay may mắn. Nãy lúc đầu mình có nói rồi đó. Cái vòng xoay đó thì là mỗi ngày mình sẽ được xoay miễn phí một lần. Mà mình có tiền thưởng thật. Cái giao diện của nó là rất là dễ chơi. Giao diện là có cả tiếng Việt. Bây giờ đến chơi trò khác. Phải không? Rất là nhiều game luôn. Đợi xíu mình chỉnh trò khác được. Bây giờ mình sẽ chơi trò game khác nha. Bây giờ cái này thì mình chỉnh cho nó tự chạy ra. Đây. Mọi người ơi, mọi người bấm vào cái đường link mà mình đã ghi mở cái comment á. Đó, mình đang ghi cái comment. Mọi người bấm vào cái đường link đó là sẽ ra cái web này. Mọi người bấm vào đăng ký tài khoản. Ai có tài khoản rồi đăng nhập.
sân bay rất nhiều giờ chơi, nãy giờ mình chơi đủ cái trò hay là mình đang chơi sắc bóp á, nãy là mình chơi xì dắt xếp nhanh chơi đặt bơ đi. Thank you.
lượt nữa là xong rồi đó. 9 lượt là quay game này xong rồi mình chơi game khác. Bự ra nhỉ.
từ nãy giờ chơi trực tiếp cho mọi người coi rất là nhiều game, rất là nhiều luôn mà. Mọi người hãy tải game đi nha mọi người. Tải game bao cái link mà mình đang gắn cho mọi người bấm nhắc vào á. Mọi người nhắc vào cái đó là sẽ ra cái website, cái web PC game. Cái web là cái app đó. Cho mọi người coi là mở tay luôn nha. Nhưng mà chơi vui thì ở trong mình nãy mưa chưa ở nhà chị nghe thì vui. Mọi người tải game đi mọi người ơi, tải game mà share like livestream của mình. Mình đã ghi cái đường link để mọi người bấm vào đó. Bấm vào cái đường link là thấy cái web game liền. Chơi game này có nhỏ vú bự nữa, có nhỏ vú bự nữa.
còn mình chơi hết game thì mình sẽ livestream nha. Nãy giờ mình livestream rất là nhiều game rồi. Mọi người ơi, tải game mọi người nhấp vào cái đường link mà mình đang ghi với các mình nha. Mọi người nhấp vào đấy sẽ ra cái web vào PC game á. Đây nè, rất là nhiều game nhìn. Cái này hồi nãy là mình chơi xì giác. Giờ mình chơi lại xì giác tiếp. Bây giờ thì mình livestream đọc livestream ở đây nha mọi người. Mọi người tải những chơi những cái game như là mình chơi từ đầu livestream tới giờ á, thì mọi người nhấp vào cái đường link thì nó sẽ ra PC game. Rồi cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình ngày hôm nay nha. Mọi người nhớ tải game chơi giống mình nha. Đây PC game. Đó. Rồi bây giờ thì mình off livestream đây. Bye bye.